hàng triệu người đang tham gia khai thác tuy mỗi ngày nhưng liệu nó thực sự có giá trị gì không? Hãy cùng tôi khám phá. Con người luôn khao khát tự do tài chính. Nhưng có một điều, họ sợ phải chờ đợi do dự trong việc tin tưởng vào dự án và đội ngũ đứng sau nó. Tại sao lại như vậy? Trong khi một số người ngoài kia đang kiếm hàng triệu, thậm chí hàng ngàn đô la vì đã đầu tư số tiền mồ hôi xương máu của mình những người khác lại kiên nhẫn chờ đợi thành quả từ những công sức của họ chúng ta đều biết rằng khi đầu tư bạn có thể phải đợi hàng tháng thậm chí hàng năm để thấy lợi nhuận và đôi khi phải đối mặt với thua lỗ nhưng hãy nhớ rằng bạn đã bỏ thời gian để học về kinh doanh và tiềm năng lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình đôi khi có lời đôi khi lỗ nhưng pi thì khác Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chỉ cần dành ra 5 giây mỗi ngày để nhấn nút khai thác phi? Một số người tiên phong còn đi xa hơn. Mở rộng mạng lưới bằng cách mời bạn bè hoặc người khác để tích lũy thêm phi. Đó là khoản đầu tư của họ. Nhưng một số người tiên phong không quan tâm đến tương lai của dự án. Họ chỉ chờ ngày rút tiền mặt, tìm cách kiếm lợi nhanh chóng. Tuy nhiên, có những người thật sự tin tưởng Họ đã làm tất cả những điều đó và còn nhiều hơn thế nữa. Họ thực hiện thêm các bước để giúp dự án Pi Network thành công. Bạn có thể hỏi, làm thế nào mà họ làm điều đó? Những người tiên phong tận tâm này đang trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ của họ để lấy Pi, biến blockchain trở nên sống động với các giao dịch thực tế. Họ không có kế hoạch bán số Pi mà họ đã khó nhọc kiếm được bây giờ, thay vào đó họ chờ đợi, nhắm đến khoảnh khắc thay đổi cuộc sống cơ hội để trở thành triệu phú bằng cách giữ lại các đồng pi của mình. Vậy bạn đã sẵn sàng tham gia cuộc cách mạng pi chưa? Bạn sẽ là khán giả hay người tiên phong? Trong trò chơi tài chính tiềm năng này, thắt dây an toàn nào, chúng ta chuẩn bị bước vào thế giới của pi network và tin tôi đi. Bạn không muốn bỏ lỡ điều này đâu. Một sự cùng nhiệt của pi network chuyến tàu mà ai cũng muốn lên. Được rồi, hãy bắt đầu với vấn đề nổi cộng nhất sự cuồng nhiệt. Pi Network đang khiến mọi người xôn xao như một tổ ong vừa phát hiện ra mật ngọt. Nhưng đây là điều chúng ta đã thấy sự cuồng nhiệt trước đây trong thế giới tiền điện tử. Và nó không phải lúc nào cũng thành công. Vậy Pi khác biệt ở chỗ nào? Đầu tiên, Pi đang cố gắng trở thành một hệ sinh thái toàn diện. Không chỉ đơn thuần là một đồng tiền nữa. Nó hướng tới một hệ sinh thái như Facebook, nhưng Phi tập trung và có đồng tiền riêng. Nghe có vẻ hay đúng không? Nhưng điều khiến Pi trở nên thú vị là nó không chỉ dành cho những người đam mê công nghệ. Nó được thiết kế cho những người bình thường như bạn và tôi. Bạn không cần một dàn máy tính đắt tiền để khai thác Pi. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh. Đó là một sự thay đổi lớn, phải không? Hay vậy liệu Pi có thực sự cách mạng hóa tiền điện tử không? Tôi biết bạn đang nghĩ gì mỗi dự án tiền điện tử mới đều nói rằng họ sẽ thay đổi thế giới và bạn hoàn toàn có lý khi hoài nghi bản thân tôi cũng đã từng bị cháy túi bởi những dự án hứa hẹn như vậy nhưng cuối cùng chỉ đem lại thất vọng nhưng tại sao pi có thể khác đơn giản thôi nó đã có một lượng người dùng khổng lồ đó là một điều rất quan trọng trong thế giới tiền điện tử nó còn dễ sử dụng bạn không cần phải có bằng tiến sĩ về khoa học máy tính để sử dụng pi nó được thiết kế cho tất cả mọi người pi còn thân thiện với môi trường tuy nhiên phải thực tế rằng thành công trong tiền điện tử không bao giờ được đảm bảo Thì có những ước mơ lớn nhưng liệu họ có thể thực hiện được không đó là câu hỏi lớn ba pi coi đồng tiền tiếp theo sau bitcoin hay chỉ là một đồng tiền thay thế khác hãy nói về đồng pi một chút liệu nó có trở thành bitcoin tiếp theo không thành thật mà nói có lẽ là không. Nhưng liệu nó có cần phải như vậy không? Theo quan điểm của tôi, Pi không cố gắng trở thành Bitcoin thứ hai, nó đang làm theo cách riêng của mình. Pi có nguồn cung tối đa là 100 tỷ Pi, nhiều hơn rất nhiều so với 21 triệu Bitcoin. Nhưng điều thú vị ở đây là 80% trong số đó sẽ thuộc về cộng đồng. Đúng vậy, 80 tỷ đồng Pi dành cho mọi người. 65% là phần thưởng khai thác 10% dành cho quỹ Pi trong tương lai và 5% để bom thanh khoản. Còn lại 20% dành cho nhóm cốt lõi. Bây giờ, trước khi bạn bắt đầu la ó rằng không công bằng, nhưng hãy nhớ rằng những người này đã làm việc cật lực để xây dựng Pi. Hãy so sánh với những ngày đầu của Bitcoin, bạn còn nhớ khi người ta mua Pi với hàng ngàn b không? Bây giờ, một Bitcoin đã có giá hơn 60.000 đô la. Đó là một sự tăng trưởng đáng kinh ngạc, nhưng pi đang chọn một con đường khác họ tập trung vào việc xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ trước khi lên sàn giao dịch đó là một canh bạc nhưng nó có thể đem lại thành công lớn bốn mạng xã hội phi tập trung liệu pi có thể làm được không hãy nói về giấc mơ lớn của pi trở thành một hệ sinh thái xã hội phi tập trung nghe có vẻ hoành tráng đúng không nhưng thực tế là gì hãy tưởng tượng tới facebook nhưng thay vì giác cơ bớt điều hành, nó được điều hành bởi chúng ta, những người dùng. Và thay vì chỉ có lượt thích và chia sẻ, bạn còn có cả một nền kinh tế tích hợp bên trong. Thật kỳ diệu phải không? Nhưng câu hỏi triệu đô ở đây là, liệu Pi có thể thực hiện được điều này không? Xây dựng một nền tảng xã hội thành công là điều không dễ dàng. Ngay cả với các công ty công nghệ lớn. Vậy bạn nghĩ sao? Pi có đang cắn hơn nhiều so với những gì họ có thể nhai không? Hay đây có thể là tương lai của mạng xã hội? Năm công nghệ đa chuỗi, điều gì tiếp theo? Bây giờ tôi sẽ đi sâu vào công nghệ một chút, nhưng hãy kiên nhẫn. Pi đang nói về khả năng tương thích đa chuỗi. Nói đơn giản, Pi muốn tương thích với các blockchain khác như Ethereum và Binance Smart Chain. Điều này giống như việc có thể nói nhiều ngôn ngữ bạn có thể giao tiếp với nhiều người hơn và làm được nhiều điều hơn. Tại sao điều này quan trọng? Vì nó có thể mở ra nhiều cách sử dụng cho đồng pi của bạn. Nhiều ứng dụng và nhiều khả năng hơn. 6. Giấc mơ xanh. Pi có phải là tiền điện tử thân thiện với môi trường mà chúng ta đang chờ đợi không? Hãy đối mặt với sự thật, Bitcoin đang gặp vấn đề khi nói đến môi trường. Tất cả các hoạt động khai thác nó đang tiêu tốn năng lượng khổng lồ nhưng Pi lại chọn một con đường khác. Bạn có thể khai thác Pi ngay từ điện thoại của mình, mà không cảm thấy như mình đang góp phần vào việc làm tan chảy các cực băng. Đó là một điều lớn trong thế giới ngày nay, khi mọi người đang cố gắng trở nên xanh hơn. Nhưng đây là câu hỏi dành cho bạn, liệu việc thân thiện với môi trường có đủ để làm Pi nổi bật trong thế giới tiền điện tử đầy cạnh tranh không? 7. Cuộc chơi của quy định Được rồi, đã đến lúc nói về chủ đề mà ai cũng yêu thích, quy định. Đùa thôi, tôi biết nó chán ngắt. Nhưng lại rất quan trọng. Phi đang cố gắng tuân thủ quy định, đó là một điều thông minh. Họ không cố gắng lẩn tránh. Thay vào đó, họ đang hướng tới việc hợp tác để đảm bảo mọi thứ đều rõ ràng. Điều này có thể tốt về lâu dài. Nó có thể dẫn đến một nền tảng ổn định và đáng tin cậy hơn. Nhưng nó cũng là một khó khăn lớn quá nhiều quy định ở các nước có thể kìm hãm sự đổi mới của tiền điện tử bạn nghĩ sao vấn đề này tám yếu tố cộng đồng vũ khí bí mật của pi đây là điều tôi thấy ở pi cộng đồng của nó cực kỳ đam mê ý tôi là bạn đã thấy pi farm trên mạng xã hội chưa họ thực sự bùng cháy điều này có thể là vũ khí bí mật của pi trong thế giới tiền điện tử một cộng đồng mạnh mẽ có thể tạo nên sự khác biệt lớn không chỉ về công nghệ mà còn về những người tin tưởng và sử dụng nó. Nhưng đây cũng là câu hỏi, Liệu Pi có thể duy trì sự hào hứng của cộng đồng khi Mainnet chính thức ra mắt không? Điều gì sẽ giữ cho Pi Farm luôn cháy hết mình? Chính tương lai của nền kinh tế số, Pi có phải là mảnh ghép còn thiếu không? Hãy mơ lớn một chút. Liệu Pi có phải là thứ sẽ đưa tiền điện tử lên tầm cao mới? Pi đang cố gắng tạo ra một nền kinh tế số hoàn toàn mới nơi bạn có thể mua, bán, giao dịch và đầu tư tất cả trong một hệ sinh thái sử dụng một đồng tiền mà bạn đã tạo ra. Thật điên rồ, đúng không? Nhưng đây là vấn đề, xây dựng một nền kinh tế mới không phải là việc nhỏ. Nó sẽ đòi hỏi thời gian, nỗ lực và rất nhiều thử nghiệm, sai sót. Bạn đã sẵn sàng cho hành trình đó chưa? 10 thách thức và mối lo ngại. Được rồi, tôi đã rất phấn khích về pi cho đến bây giờ nhưng hãy thực tế một chút pi có những thách thức lớn phía trước là cạnh tranh thế giới tiền điện tử rất đông đúc pi cần phải nổi bật thực hiện lời hứa pi đang hứa hẹn rất nhiều liệu họ có thực hiện được không đây không phải là những thách thức nhỏ nhưng không ai thay đổi thế giới bằng cách nghĩ nhỏ đúng không câu hỏi bây giờ bạn có nên nhảy lên chuyến tàu pi không đây là câu hỏi lớn ti có đáng để bạn dành thời gian và chú ý không thật lòng mà nói đó là điều chỉ bạn mới có thể quyết định lời khuyên của tôi hãy khám phá và tiếp tục học hỏi nhưng đừng đặt cược tất cả hãy xem ti như một thí nghiệm thú vị và tham gia nếu bạn cảm thấy hứng thú nhưng đừng mong đợi trở nên giàu có chỉ sau một đêm tiềm năng giá mặc dù chúng ta không nên mong đợi ti đạt mức giá như bitcoin sẽ rất thú vị khi khám phá tiềm năng giá trị của nó. Hãy nhớ rằng Bitcoin đã bắt đầu từ con số 0 và đạt hơn 73.000 đô la vào tháng 3 năm 2024. Vậy điều gì là thực tế cho Pi? Chúng ta đã đi qua rất nhiều vấn đề hôm nay, từ những điều cơ bản của Pi Network đến những mục tiêu tham vọng, thách thức tiềm ẩn và những lĩnh vực cần cải thiện. Bạn nghĩ sao về Pi Network? bạn có phấn khích về tiềm năng của nó hay hoài nghi về những lời hứa của nó hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận hành trình của pi chỉ mới bắt đầu và dù nó thành công hay thất bại đó sẽ là một chuyến đi thú vị vậy bạn đã sẵn sàng trở thành một phần của cuộc cách mạng pi chưa hay bạn sẽ đứng ngoài cuộc chơi này dù quyết định thế nào hãy luôn khám phá tiếp tục học hỏi và không ngừng đặt câu hỏi đó là cách chúng ta phát triển trong thế giới tiền điện tử điên rồ này. Hẹn gặp lại bạn trong lần trò chuyện tiếp theo. Hãy giữ vững tinh thần nhé các bạn thi thủ của tôi.